Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, do lượng mưa liên tục và lũ lụt thượng nguồn ở các đoạn thuộc huyện Thanh Xu và Tất Niên của sông U Ma ở tỉnh Sơn Tây, nhiều bờ kè bị vỡ và nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Hôm thứ Năm, người dân lo ngại về một đợt xả lũ nguy hiểm từ hồ chứa phụ ở huyện Thất Tiên khiến thêm nhiều ngôi làng bị ngập lụt, khoảng gần 17.000 người ở 9 ngôi làng đã được sơ tán đến nơi an toàn trong đêm. Theo một báo cáo khác, hôm thứ Năm tại Tấn Trung, Sơn Tây, do lượng mưa lớn liên tục, mực nước của hồ chứa sông Hàm Dương một lần nữa vượt qua mức cảnh báo và tràn sang các khu vực xung quanh, làm ngập lụt đất canh tác của địa phương và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân và tuyến đường sắt Nam thông phố. Một video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy phần móng của tuyến đường sắt nhất định ở đoạn Thất Tiên của tuyến đường sắt Kim Trung Nam Thông Phố ở tỉnh Sơn Tây đã bị lũ cuốn trôi và hơn 10 mét đường ray bị treo lơ lửng trên không trung. Một đoàn tàu chở hàng đã phải dừng khẩn cấp. Người dân địa phương cho biết lũ cuốn trôi phần móng của đường sắt, chỉ còn lại đường ray và tà vẹt treo lơ lửng trên không, giống như một cây cầu xích, cảnh tượng rất nguy hiểm. Theo các báo cáo, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, mố cầu sông Trường Nguyên giữa Thất Tiên và Đông Quan trên tuyến Nam Thông Phố ở tỉnh Sơn Tây đã bị cuốn trôi. Một số cư dân mạng báo cáo rằng lưu vực sông Phần đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa. Tôi thực sự sắp khóc. Trận mưa xối xả ở quê tôi thực sự đã gây ra thiệt hại nặng nề. Lấy gia đình tôi làm ví dụ, cánh đồng rau của nông dân đã bị sông Phần tràn ngập. Trên đường trở về Bắc Kinh, tôi đã nhìn thấy rằng nhà kính hai bên quốc lộ đã bị ngập, tất cả bị ngập rồi. Bố mẹ tôi vẫn ở ngôi nhà cũ và sân cũng bị sạt lở rồi. Ngoài ra, nước ở sông Phần đã lan rộng ra khắp một vùng rộng lớn. Khi chúng tôi xuống cầu thang vào buổi sáng, cửa tòa nhà đã đầy nước, ngập khoảng 1/3 diện tích lốp ô tô. Vừa rồi gia đình tôi gọi điện, hiện tại nước ít nhất cũng đã ngập đến 1/2 lốp. Người đi bộ hay lái xe hoàn toàn không thể. Tóm lại là rất nghiêm trọng, nhưng mấy ngày nay ở nhà chỉ thấy thiên tai xảy ra, hoàn toàn không thấy chính quyền có hành động gì. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, hôm thứ Sáu do lượng mưa gần đây nên dòng chính và các nhánh của lưu vực sông Phần đã dâng cao đáng kể, ước tính vào khoảng 7 giờ sáng thứ Sáu, đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 40 năm qua đã tràn vào huyện Tân Cương, thành phố Vận Thành. Sáng sớm thứ Sáu, người dân làng Phấn Hà ở Lục Lương cũng sơ tán qua đêm. Thưa quý vị, vào khoảng 4 giờ sáng thứ Hai, huyện Trấn Bình, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã hứng chịu một trận lũ lụt nghiêm trọng. Truyền thông chính thức cho rằng đây là trận lụt ngàn năm có một, tuy nhiên lượng mưa ở huyện Trấn Bình chỉ là khoảng 120mm. Các hồ chứa ở thượng nguồn đều đang trong tình trạng vượt mức nước giới hạn lũ. Lũ không lên từ từ mà xuống đột ngột, cư dân mạng đặt câu hỏi hồ chứa nước An Khang có thể lại bí mật xả lũ vào nửa đêm. Theo truyền thông địa phương đưa tin, cùng ngày tại đoạn sông Nam Giang thuộc huyện Trấn Bình, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, mực nước cao nhất vượt 883m, lưu lượng lớn nhất vượt 2.200m³/giây. Độ sâu của nước ở các khu vực trũng thấp ở phố Tiểu Tâm và Thạch Tử Bình ở quận Lỵ là hơn 1.5m. Theo các báo cáo, huyện An Khang đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng mưa lớn. Lượng mưa tại 3 trạm quan trắc ở Trấn Bình đều vượt quá 120mm và lượng mưa lớn nhất được ghi nhận là 139,8mm ở Trấn Bình. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng hai hồ chứa lớn ở thượng nguồn, hồ chứa An Khang và hồ chứa Thạch Tuyền đang hoạt động vượt mức giới hạn lũ. Mực nước thượng lưu của hồ chứa An Khang là 326,47m, mực nước vượt mức đảm bảo là 1,47m, lưu lượng vào là 11.308m³/giây, lưu lượng ra là 7.748m³/giây. Cư dân mạng đặt câu hỏi, nếu xả lũ bình thường thì lũ không lên đột ngột mà lên từ từ. Lần này lũ về bất ngờ vào lúc nửa đêm, nhiều con đường bị cuốn trôi, nhà cửa ở các thị trấn làng mạc bị cuốn trôi, nhưng các nhà chức trách đã không đề cập đến bất kỳ trận lũ quét nào cả. Nhiều khả năng các hồ chứa An Khang và Thạch Tuyền ở thượng nguồn gặp nguy hiểm, phải dốc toàn lực xả lũ, nhưng người dân vùng hạ lưu không được thông báo trước. Các phương tiện truyền thông chính thức cũng đăng tải hình ảnh xả lũ từ hồ chứa. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, 7 ngôi nhà ở huyện Trấn Bình bị sập.
đường điện và thông tin liên lạc ở thị trấn Thượng Hải và thị trấn Thủ Thư bị gián đoạn, thông tin liên lạc ở thị trấn Tử Dương Đông Mẫu bị gián đoạn và điện ở 7 ngôi làng bị cắt. Trong một ngôi làng, hai con đường bị sập, 16.310 người trong 6.873 hộ gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn. Theo ghi nhận, nhiều đoạn đường quốc lộ G541 và quốc lộ S225 bị cuốn trôi hoàn toàn, thậm chí 3 máy xúc và 3 máy trộn đậu trên quốc lộ cũng bị lũ cuốn trôi. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ lụt bùng phát ở quận Trấn Bình, thành phố An Khang vào ban đêm, nước tràn vào qua bờ kè sông và các thị trấn và làng mạc. Nhiều nơi khu vực đô thị của quận Trấn Bình, nước đã ngập sâu hơn 1,5 mét nước. Nhiều tuyến đường bị cuốn trôi, giao thông bị gián đoạn, những ngôi nhà ở vùng trũng thấp bị ngập. Trong video, đường biến thành sông, khó phân biệt đâu là sông, đâu là phố. Ô tô và thậm chí cả máy xúc bị trôi xuống sông, nhiều ngôi nhà bị nước lũ phá hủy. Quý vị thân mến, nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục hứng chịu mưa lớn, hơn 20 tuyến đường cao tốc và 25 quốc lộ trên cả nước bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Năm trạm ở lưu vực sông Dương Tử nước dâng vượt mức cảnh báo. Người dân ở huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam từng bị bao vây bởi lũ lụt và một con phố ở huyện Ninh Viễn, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam ngập sâu hơn 2 mét. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, từ 8 giờ tối thứ ba đến 8 giờ tối thứ tư, phía Tây và Nam Quảng Tây, phần lớn Quảng Đông, Đông Nam Giang Tây, phần lớn Phúc Kiến, trung tâm Quý Châu, Đông Nam Vân Nam và lưu vực phía Tây Tứ Xuyên và những nơi khác khu vực có mưa to đến rất to, trong đó có mưa to ở Trung và Tây Quảng Đông, Đông Bắc Quảng Đông và Tây Nam Phúc Kiến. Theo nhật báo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 20 đường cao tốc và 21 quốc lộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ ba, tổng cộng có 5 trạm trong lưu vực sông Dương Tử vượt quá mức nước cảnh báo là từ 0,4 đến 1 mét. Các trạm vượt mức cảnh báo chủ yếu phân bố ở sông Tương Giang thuộc hệ thống nước hồ Động Đình, sông Cám Giang ở các nhánh khác của hệ thống nước hồ Po Giang. Theo bản tin dự báo khí tượng thủy văn, trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6, phía đông nam hệ thống nước hồ Bà Dương có mưa to, mưa lớn trên diện rộng. Ngày thứ 7 đến thứ 2 tới, lưu vực sông Dương Tử sẽ có mưa vừa đến mưa to từ tây bắc đến đông nam, hồ Động Đình, hệ thống nước hồ Bà Dương và dòng chính của trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Gia Lăng và sông Ngô Giang nước sẽ dâng cao. Dòng chính của thượng nguồn sông Tương Giang sẽ trải qua lũ lớn vượt mức cảnh báo, dự kiến sẽ vượt quá phạm vi cảnh báo khoảng 1,5 mét. Và một số nhánh của hệ thống nước hồ Bà Dương có thể hứng chịu lũ rất lớn. Ủy ban sông Dương Tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết một phản ứng khẩn cấp cấp 4 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán đã được đưa ra. Ngoài ra, huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam bị mưa lớn vào hôm thứ Hai, thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều cây cối bị gãy đổ, cột điện và lan can bị hư hỏng. Những cư dân gần bệnh viện Đồng Tế ở thị trấn Liên Thành, huyện Quảng Nam bị lũ bao vây, trong đó có 5 người lớn và 3 trẻ em. Tầng 1 của căn hộ bị ngập nước, cả gia đình 5 người phải rút lên trú ẩn trên tầng 2 trước khi được chuyển đi. Sau trận mưa lớn ở huyện Ninh Viễn, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam vào ngày 10, khu vực đường phố bị ngập lụt nghiêm trọng. Anh Trang, một thương gia gần đường Thủy Sư, huyện Ninh Nguyên, cho biết vào khoảng 8 giờ sáng thứ ba, cửa hàng của anh bị ngập nước, chỗ ngập sâu nhất trong cửa hàng là hơn 1 mét. Anh Trang nói rằng người dân đã câu cá trên đường phố vào ban ngày, có thể cá do người dân nuôi trong ao cá hoặc chợ nông sản bị nước cuốn trôi ra đường. Anh Jiang cũng cho biết trưa thứ ba, cửa hàng của anh ngập sâu nhất hơn 2 mét, nhiều phụ kiện như sạc dự phòng, sạc, pin, ốp, điện thoại vẫn chưa được chuyển đi. Anh cho biết mở cửa hàng hơn chục năm nay, nhiều lần gặp thiên tai nhưng lần này nước lên nhanh quá. Kính thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, trận động đất đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, 26 người mất liên lạc và hơn 70 người bị thương. Một số người tiết lộ rằng cảnh báo động đất chính thức nhận được chỉ một phút trước khi động đất địa phương xảy ra. Đáng nói nhất là khi họ đi ra khỏi tòa nhà để tránh động đất, họ đã bị nhân viên phòng chống dịch hoặc quản lý tòa nhà ngăn cản. Trong khi đó, động đất chạy tán loạn sau khi có điểm báo động đất khiến người dân than thở rằng người chẳng bằng cả chó mèo.
Ngoài ra, việc chính thức bác bỏ tin đồn vào cuối tháng trước rằng sẽ có một trận động đất lớn sau hạn hán đã một lần nữa làm dấy lên các cuộc thảo luận bên ngoài. Nhân dân Nhật Báo đưa tin vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Ma Tây, huyện Lô Định thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên với độ sâu tâm chấn là 16 km. Tính đến 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, trận động đất đã làm ít nhất 64 người thiệt mạng, 26 người mất liên lạc và hơn 70 người bị thương. Tuy nhiên, phần lớn mọi người nghi ngờ rằng con số thương vong tại địa phương vượt xa số liệu chính thức. Nhật báo đô thị Phương Nam đưa tin rằng nhiều người dân ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã chia sẻ về trận động đất và tin tức gần đó trên mạng xã hội. Một trong những ảnh chụp màn hình cảnh báo của cư dân mạng Trùng Khánh cho thấy 64 giây sau, sóng biến dạng của trận động đất đã đến quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh với tâm chấn ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, cường độ cảnh báo là 6,4 độ và chấn động mạnh. Nguồn đưa ra thông tin là Trung tâm Dự báo Động đất Đại lục thuộc Viện Nghiên cứu Giảm nhẹ Thiên tai Công nghệ cao Thành đô. Nói cách khác, một phút trước trận động đất, người dân địa phương mới nhận được cảnh báo động đất. Trước đó một ngày, trước trận động đất trên bầu trời ở Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên xuất hiện một số lượng lớn rơi, chúng bay dày đặc trên bầu trời đêm. Khi đó, nhiều người cho rằng đó là dị tượng trước khi động đất xảy ra. Ngoài ra, Internet cũng đưa tin video quay cảnh cấu trúc địa phương di chuyển trước trận động đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.